Thưa quý vị, Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, công tác quản lý, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trong thời gian qua, các đơn vị đã làm tốt công tác quản lý tạm giam, tạm giữ, quản lý, giáo dục phạm nhân, công tác theo dõi, giám sát, giáo dục các đối tượng chấp hành án tại nơi cư trú, đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, bảo vệ an toàn tòa nhà tạm giữ, trại tạm giam, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn toàn thành phố. Thường xuyên phối hợp có hiệu quả với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân các cấp trong việc thực hiện công tác thi hành án hình sự, công tác quản lý giam giữ, bảo vệ các phiên tòa và quản lý kho vật chứng,